We are family, một hàng dòng tập hợp. Một hai một hai một hai. Báo cáo mẹ, sĩ số đầy đủ. Chào các con. Hôm nay chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Báo cáo đồng chí mẹ, nhiệm vụ là gì đấy ạ? Mẹ nhận được một thông tin, đó chính là khu rừng này rất nhiều kho báu có giá trị. Vậy nên các con biết phải làm gì rồi chứ? Đi tìm kho báu. Cả nhà mình quyết tâm không? Quyết tâm. Đi. Một, hai. Mấy đứa nhìn bản đồ đi, xem là nên đi hướng nào. Theo kinh nghiệm đọc bản đồ 24 năm của con á, hướng đó là hướng Tây. Không, phải là hướng Âm. Âm gì? Âm Tàu Địa Phủ, âm dương cách biệt. Ôi trời. Cái con này, mày chỉ nghĩ linh tinh là giỏi thôi. Đúng rồi đấy. Đi hướng Bắc. Trời, đi. Lại hướng Bắc. Nó là hướng Tây, sao lại hướng Bắc? Mình nói đúng mà nhỉ. Em gái à, hôm nay anh sẽ nấu cho em một món rất là đặc biệt. Là món gì thế? Bún chả. Đúng là món khoái khẩu của em đấy anh ạ. Anh nấu đi. Bật bếp xong, anh sẽ pha nước chấm cho em. Anh làm nhanh lên nhé, em đói lắm rồi đấy. Tiếng gì vậy? Mày ơi. Lên đi. Chúng mày là con bất hiếu. Mọi người còn ở đây mà cãi nhau nữa. Thôi chạy đi. Chạy nhanh lên. Con người sao lại dám vào đây? Chắc chắn là không có ý tốt rồi. Bọn mình phải làm cách nào tóm gọn bọn chúng thôi anh ạ. Ôi trời ơi. Mẹ bên kia đi. Đây hả? Bảy ba. Mẹ bảy, chúng mày ba. Ôi dồi, bảy bốn. Sao bốn nha? 91. Bằng con 9, mẹ 1. Mẹ già rồi. Ăn ít thôi. Hả? Chúng mày con ai mà khôn vậy? Thôi được rồi, mẹ chấp nhận 1%. Mẹ nhanh gọn lẹ, xúc đích. Cái con đi. Hổ kia con làm thịt nó luôn. Bằng luôn đi. Đẻ được bọn con này mát lòng mát dạ thật. Này, con hổ bé con kia. Mày gừng tao á? Tao gừng lại luôn. Ủa mày không sợ tao à? Thế này mà đòi nhận 9 phần. Ngon gì cả. Nhìn này. Ôi trời ơi. Chạy đi. Chết đi. Tóm trên kia. Ta hạ được nó rồi. Tiếng gì nhỉ? Mẹ coi sao chứ, đi như vậy mãi không tìm được. Không tìm được là do tao à? Này, thế lỗi là do mẹ à? Cầm đi, ăn nhiều đi, nhiều đi. Tao ăn có 1%, tao đi ít. Nhớ đó, con mà tìm được ha. Ok. Chỗ nào bây giờ ta? Mẹ cầm cái này, nó toàn hiển thị hình đầu lâu này. Thế bây giờ chúng mày ăn 9 phần, tao ăn có 1 phần thì tao chỉ lấy thế thôi chứ. Còn đòi hỏi cái gì? Mày cho mày ăn nhiều phần đi thì bản đồ nó to hơn. Mệt lắm rồi. Bụng con đang đói đây này. Suốt ngày đói đói. Ui cha. Mùi mẹ gì ngửi đấy? Thấy mùi gì không? Có. Hướng này đây. Em gái, em có tìm được chúng không? Em không anh ạ. Em tìm cả quả đồi này rồi mà không thấy chúng nó anh ạ. Thôi kệ tụi nó đi, bây giờ anh đói rồi, mình ăn trước đã. Giờ nấu món nào trước vậy em ha? Thế mà anh bảo là nấu ăn cho em à? Vậy thì bây giờ làm thế nào hả anh? Chẳng lẽ nhịn đói à? Hay là chúng ta cứ trộn hết vào cho nó nhanh ha? Ý trộn vào là phí đồ ăn đấy. Ôi giời, hai người món này là phải cho thợ này nấu nó mới đẳng cấp. Đúng rồi, là Master Chef quốc gia thì 5 chương trình nổi tiếng đấy, cô biết không hả? Hả?
Ta nhìn hai người quen quen, không phải là mấy người lúc nãy không? Ui, đúng không? Không phải, không phải. Mẹ con ta là người mới đến đây để du ngoạn vùng đất này, làm sao mà quen được? Tin tưởng được không đấy? Được chứ sao? Ha ha, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ta giao cho các người, món này không nấu được hả? Nhớ đi. Hiểu chưa? Biết rồi. Đi đâu? Bảo ngon, đi ra kia ngồi đi. Làm đây. Đấm bắp, đấm bắp. Ta sẽ hướng dẫn các ngươi làm món bún chả Hà Nội nhé. Trước tiên chúng ta phải có 500g thịt xay. Nguyên liệu gồm có chanh, ớt, tỏi, hành tím, đường, tiêu, mắm, dầu ăn, muối. Không thể thiếu đó chính là bún, dưa cà rốt và su hào. Ha, nhìn cũng chuyên nghiệp đó. Chuyên nghiệp mà. Đầu tiên các ngươi phải trộn thịt băm đã nha. Cho hành tím vào, cho một ít muối, một ít tiêu, một thìa đường. Sau đó trộn đều vào. Wow, hấp ngon quá mẹ ơi. Wow, cũng dễ thích. Cảm cảm, bật bếp cho mẹ. Bật lên. Được rồi đó mẹ. Dầu ăn đã nóng, ta sẽ vo viên nha. Được đó. Viên to thế mẹ. To cắn cho nó ngập bụng. Đây, các người nhìn thấy sôi kìa, thơm chưa? Wow. Thơm quá. Thơm rồi đó. Wow, nước mũi rồi. Trong lúc chờ thì ta hướng dẫn các ngươi làm nước chấm nhé. Làm nước chấm cho ta xem coi. Đầu tiên cho 2 thìa đường nha. Rồi sau đó là nước lọc. Khuấy đều cho đường tan ra. Sau đó đổ nước mắm vào. Cho vào đây, cho vào đây nè. Nhanh lên. Đây nữa, đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho chanh vào nha. Cho tầm 1 quả. Chỗ này 1 quả là đủ rồi. Ớt. Sau đó thì cho tỏi ớt vào nha. Cuối cùng thì cho dưa vào. Này cái bà MasterChef kia, sau đợt này ta sẽ giữ bà ở đây nấu ăn cho ta suốt đời. Mày không hớt được đâu con trai. Ê, không được đâu, không được đâu. Ta còn có con ở nhà, ta không ở đây được đâu. Ngươi giữ mẹ ta thì ai ở nhà nấu cơm cho ta chứ? Đúng rồi đấy. Không sao hết, cứ ở lại đây, chúng ta là một gia đình. Đúng rồi. Mời đi. Mời đi, ngươi mà bảo ta ở đây nữa, ta đi về đấy. Đi về. Thôi thôi thôi, ta trèo tí thôi. Chàng ơi, đường cứ vòng vào vòng vèo này, biết đi đường nào đây? Cứ đi theo bản đồ, thế nào cũng tới đích. Mình cứ đi thẳng là tới. Hướng này. Đi. Đấy. Wow, bọn ta làm xong rồi đấy. Được. Ngon đó. Thế. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Wow, được đó. Ha, khai tiền thôi ha. Chị. Chủ nhà ăn các người ở đâu đấy? Đi theo bọn ta. Kìa. Đi theo bọn ta. Đi. Giờ mời các người thưởng thức ăn luôn. Này, hả? Cái gì đây? Không phải ăn à? Hai cái người này đúng là đồ nhà quê. Để bọn ta hướng dẫn cho cách ăn nha. Đầu tiên múc nước chấm vào bát. Sau đấy gắp bún cho vào bát. Tiếp tới là gắp thịt cho vào bát. Sau nữa gắp rau cho vào luôn. Hiểu chưa? Bây giờ ta hướng dẫn cho cách ăn nhé. Ngoạc cái mồm to ra. A, cắn một miếng nào. Sau đó gắp bún phụ miếng rau. Hết nước chấm. À, thì ra là như vậy. Đúng rồi, múc đã. Đúng rồi, múc đã. Mời các người thưởng thức. Ngon vậy. Mình đúng là đầu bếp số 1. Trời ơi. Ôi, ta mệt quá, không biết chừng nào mới tới. No căng bụng quá. Đấy, lần sau cứ thế mà làm nha. Được. Bây giờ no nê rồi, tụi mày phải ở lại với tao đó. Kéo cái gì? Sao hai người lại ở đây? Cái này là ai? Em gái ơi, người quen. Không phải gia đình lúc sáng không? Em cũng thấy thế anh ạ. Hai mẹ con không tìm kho báo hả? Sao lại ngồi đây? Ừ nha. Quên rồi. Việc quan trọng thì quên mất. Trong lúc bọn con hay làm mệt mỏi, hai người lãng uống thế à? Bọn ta xin phép đi tìm kho báo nha. Bye bye. Này. Kho báo cái nổi gì? Chính là cái đống thịt này ta đào lên rồi. Các người dạng đâu đây rồi đó. Đây là kho báu á? Đúng rồi đó. Ở chỗ bọn ta gọi đây là kho báu. Ôi trời ơi. Mất một ngày đi tìm kho báu rồi. Hóa ra món bún chả là kho báu của những người trên núi à. Wow. Ai mua cơm đi? Cơm sạch, cơm bình dân đây. Ai giờ mua cơm? Cơm đạt đủ 3 tiêu chí: ngon, bổ, trẻ. Vừa ngon vừa trẻ đây.
cơm đây, cơm nóng cơm ngon đây, bảo đảm là rẻ hơn bên kia. Cơm đây. Tiền nào của đấy thôi, bên này đảm bảo vừa ngon vừa rẻ, đúng là rồi đó, vừa bổ nữa. Hai cơm đây, cơm đây. Này, các ngươi vừa nói cái gì? Cơm của các ngươi á, còn lâu mới ngon bằng cơm của chủ nhân ta. Dám cạnh tranh với ta ư? Lần sau ấy cơm đừng bao giờ dám cạnh tranh với cơm của chủ nhân ta, biết chưa? Các ngươi đi thôi bạn, các ngươi thật là quá đáng mà. Cơm bẩn hết rồi chàng ơi, biết phải làm thế thôi nào không bây sao giờ? Nàng đừng khóc nữa, đi về phu mẹ, đi về mách mẹ. Các ngươi làm tốt lắm. Rõ ràng ai mua cơm đi, cơm ngon bổ rẻ cơm mình dâng đây, mọi người vào ăn cơm đi. Mùa năm nay qua nhà mình bội thu này, mẹ ơi, là kiếm mẹ được ơi. Nhiều lắm đây hả? Thế làm sao? Mẹ ơi, em cảm ơi, Harley nó phá hết gian hàng của mình rồi, bây giờ không còn đồ để bán nữa, không kiếm tiền được nữa, Tết này biết lấy gì để tiêu đây. Cái gì á? Phá hết gian hàng của mình, thế là Tết này lại không có tiền tiêu. Tiền sự cái con Harley này, thôi, để con trai biển cổ nó ngược ra đằng sau. Nhà mình cũng đâu có nghèo đâu, nhà mình còn có kho báu mà. Hả? Kho báu quá. Kho báu quá. Đúng vậy, chúng ta đi đào kho báu thôi. Đi. Mọi người đi theo mẹ. Kho báu, kho báu. Lần vào trở lại thôi. Kho báu sao? Chúng phải thuộc về ta. Ở ngay đây thôi, kho báu nhà ta to lắm. Đâu ạ? À? Con từ bé tới giờ con mới nghe mẹ bảo nhà đúng mình có đấy. Kho báu đấy. Nhà ta đầy kho báu. Ê, các người mau chia ra để xem mụ ta giấu kho báu ở đâu. Dạ vâng. Rồi, đi. Thở không ra hơi. Này mẹ ơi, sắp đến cái chỗ mà mẹ cất giấu vàng chưa? Chưa chứ con cũng thấy mệt lạ rồi. Sắp đến độ, cố lên các con. Kho báu ở gần đây thôi. Một nhanh tay lên. Ok bạn ơi, người ở đây canh chừng nhé. Ta ra kìa báo cáo với chủ nhân. Các ngươi mà đi qua đây á, chỉ có con đường chết thôi. Mà mẹ ơi. Cái gì? Kho báu, có cái gì quan trọng không? Mà sao ông bà giấu kỹ thế? Ôi dồi ôi, ta cũng có biết đâu. Thằng bố mấy đứa chôn ấy chứ. Mẹ chỉ biết là bố mấy đứa bảo mẹ là có kho báu thôi. Mệt quá. Cố lên, vì kho báu, vì tiền. Đúng rồi đấy, chứ không là con ở nhà ngủ từ lâu rồi đấy. Thôi cố đúng lên rồi đấy ạ, vì kho báu, rồi. Cố lên mọi người. Các người sắp dính bẫy rồi. Đúng là trùi mũi, ở đâu cũng thấy có, mẹ nhỉ. Các con cẩn thận đấy, thôi đi. Chỉ cần ta đút cái này là các ngươi sẽ dính bẫy của ta thôi. Sao mãi chẳng đến. Cố lên mọi người. Mẹ đúng ơi, vậy? Con sắp không cố được nữa rồi. Thời cơ đến rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Hả? Tại sao các ngươi lại không dính bẫy của ta? Bọn ta biết ngươi và chủ nhân của ngươi đang theo dõi bọn ta rồi. Đúng vậy. Đi chết đi. Cảm ơn con giả mang quá. Được lắm em. Thằng này là phải giả mang như thế. Đi thôi em. Đúng là đồ vô dụng mà. Thằng này ăn hại lắm chủ nhân ạ. Việc này chủ nhân nên giao cho em. Được. Thế thì mau đi đi, đừng làm ta thất vọng đi. Chủ nhân cứ tin tưởng ở em. Ta sẽ giằng cái bẫy này ở đây. Các người có mà chạy đằng trời. Nhanh lên mẹ ơi, cố lên. Mẹ ơi, sắp tới chưa? Chứ còn mệt lắm rồi. Mọi người ơi, tới đi. Mẹ cũng mỏi lắm rồi. Đúng rồi, cứ đi vào đi rồi. Mẹ ơi, sắp đến giờ ngủ của con rồi mẹ ạ. Mày có làm gì đâu mà đòi ngủ. Nhưng mà buồn ngủ lắm rồi. Dẫm vào đi, dẫm đi. Tâm ơi, cố mày lên. Xuống cổng mẹ đi. Không có, ở trên này mệt lắm. Hả? Chết này. Ta bị sao thế này? Tâm ơi, Tâm này cẩn thận đi, để chân ta rồi. Dạ. Cái gì đây? Cái cô gì ta giới? Có ai không? Quá ra là lính của Harley, nó lại định hại mình mẹ ạ. À. Quánh nó. Yeah. Cô ta giới này đừng có này. Chết này. Này thì chăn bẫy tụi này này. Cho người chưa này, cho người chết. Ai? Đúng là con lợn xanh lè. Thôi mẹ ơi, nhanh lên không trời tối mẹ. Thôi đi thôi mấy đứa. Mẹ ơi, sao tự nhiên con đánh người xong thấy đỡ buồn ngủ mẹ? Đúng là một lũ vô dụng. Gia đình tấm cám, các ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Đây rồi, đây rồi.
Đây là chỗ mà bố mẹ từng hẹn hò với nhau biết bao nhiêu năm tháng đấy các con ạ. Thế con được sinh ra ở đây hả mẹ? À thôi cái nhà mình đào đi, đào đi. Thôi đào đi nào. Mình à, hôm nay tôi mới có cơ hội lên đây để ôn lại kỷ niệm với mình. Nhớ mình quá. Tấm ơi, thế là Tết năm nay nhà mình lại ấm cúng rồi. Ta lại có tiền để cho dân rồi. Nhớ mình quá. Đây rồi. Cái trong này là vài trăm đô la đấy mẹ nhỉ? Không, trong này là cả một chuyện kho báu. Có kiếm có mấy đấy các con ạ. Nhưng quan trọng là Tết năm nay là bánh chưng nhà mình có thịt rồi. Ở đâu rồi? Vừa nãy ở đây mà. Là sao nhỉ? Này con kia, kho báu này sẽ là của ta. Hả? Lòng. Mẹ ơi, sao lại là lòng? Đúng là hết lòng gì mẹ. Quá trời, đó là tấm lòng của bố mày dành cho mẹ. Cái gì đấy? Thế này? Thế thì đưa trả cho ta đây. Trả ngươi. Chẳng trả chứ còn gì nữa. Đúng là tấm lòng của mình. Thế còn bao nhiêu thế này thì làm giàu kiểu gì? Chưa kể là để lâu nó còn thối rồi. Để lâu á? Mẹ có cách rồi. Mấy đứa cứ yên tâm. Cách gì? Thì tí nữa biết. Biết làm gì với bộ lòng bây giờ? Hôm nay mẹ đẻ sẽ hướng dẫn các con và mọi người món lòng nhồi hành nướng cực kỳ đơn giản mà lại thơm ngon nữa chứ. Đầu tiên chúng ta phải có lòng. Lòng này mẹ kẻ đã làm sạch sẽ thơm tho rồi nhé các bạn ơi. Tiếp đến sẽ là hành lá, gói gia vị ướp thịt. Mẹ kẻ còn mua thêm xúc xích với ớt chuông ăn cho ngon chứ heo thì nữa đấy. Chuẩn luôn. Tiếp đến là dầu hào. Ai ăn được cay thì thêm sa tế nữa nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu cho làm thôi. Mẹ ơi làm nhanh đi, còn háo hức thằng Quang không? Dạ. Đi nhóm bếp cho mẹ. Yes, lên rồi chứ còn đi nướng. Chúng ta bắt đầu làm thôi. Đầu tiên mẹ ghẻ sẽ đổ nước sốt vào nhé. Tấm lấy cho mẹ chai dầu hào. Cho hết tất cả vào luôn. Rồi Tấm đổ cho mẹ 2 muỗng dầu hào vào đây. Dạ chân ạ. 1, 2. Rồi dầu hào giúp tăng hương vị cho lòng. Ôi, đấy các bạn ạ. Mới ngửi thôi mà ngon quá. Cái này có thế mà cũng không làm được. Còn với chàng trai 18 tuổi đầu sắp lấy chồng tới nơi rồi mà chẳng làm được việc gì cả. Mẹ cũng không bốc được con ạ. Chúng mẹ ta phải cho vừa vừa thôi nhé. Ai ăn được cay thì có thể cho nhiều hơn chút. Được rồi. Giờ thì trộn đều tất cả mọi thứ lên cho gia vị ngấm vào trong lòng nhé. Sau khi ướp lòng 15 phút thì chúng ta bắt đầu nhồi nguyên liệu vào nhé. Chưa xong mà còn cứ nút nước bọt ưng ưng. Cảm với Tấm nhìn mẹ làm để lần sau còn biết mà làm nhé. Các bạn ơi, có làm thì mới có ăn. Lát nữa gấp cho đỡ ngại. Mọi người nhồi hành vào bên trong như thế này nhé. Wow, nhìn hấp dẫn quá mẹ ơi. Thế thì con cũng phải tập làm mới được. Sau đó mình có thể lấy cái này để chứng chuẩn đấy con ạ. Các bạn ơi, các bạn có thấy mình khéo tay không ạ? Tuy mình ăn hại xíu nhưng mà có ăn thì cái gì mình cũng làm được hết ấy. Sau đó chúng ta sắp sẵn ra dĩa rồi chuẩn bị đem đi nướng thôi. Mẹ ơi, thằng Hồng rồi. Lên đồ thôi. Ok con, mẹ tới đây. Xong hết nhanh rồi. Nhanh lên đem đi nướng thôi. Đó, giờ chúng ta xếp từng miếng lên trên dĩa nướng để nướng rồi chuẩn bị ăn thôi. Ui, nhìn hấp dẫn quá mẹ ơi. Thơm quá mẹ ơi. Đúng là tấm lòng chứ của còn bố sao nữa. Thật. Món gia truyền nhà mình đấy. Wow, lòng bố bao la như trời với hồi. Tự nhiên chúng ta lại biết thêm được một món mới chàng nhỉ. Ừ, ngon thật đấy. Đây, mẹ còn mua thêm mấy cái xúc xích. Trong lúc giờ này thì mẹ sẽ chiên lên, ráng lên để ăn. Wow, thơm quá anh Hoàng ơi. Thơm thật đấy. Vậy thì chúng ta lại biết thêm một món mới. Nhìn để bán miếng lòng đang nướng xèo xèo kia, ta lại thấy nhớ bố chúng mày. Ôi trời ơi. Mẹ đừng nhớ đến những chuyện cũ đó nữa. Thế tí nữa mà đưa lòng bố vào trong lòng mẹ đi, để hai ông bà cảm nhận được tấm lòng của nhau. 15 phút sau. Wow, chín rồi mẹ ơi. Mẹ cắt ra đi. Đúng rồi mẹ ơi, để con phụ mẹ. Wow, thơm quá. Để con phụ mẹ một tay. Ái dù ui, ngửi thôi mà nhức cái nách. Các bạn ơi, nhìn nó có hấp dẫn không này. Thơm quá mẹ ơi. Còn nút nước chảy ưng ưng rồi mẹ. Xúc xích phù mai. Wow, thơm quá. Gia đình Tấm thơm tụi mình ăn không được các bạn ơi. Giờ thì mời mọi người nào, cùng ăn với gia đình mình đi. Nhé. Ăn thôi. Ui, nóng. Thơm quá. Ồ. Đây, mẹ cho Hoàng cái này. Thôi, này. Con ăn cái này to hơn. Mời các bạn nhé. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời.
ăn lòng mà như phô mai kéo sợi ấy. Ngon quá mẹ ơi. Ngon quá mẹ ơi. Các bạn ơi, hướng dẫn của tụi mình. Hả? Các người có lòng, ta thì có cơm, thôi thì cho ta góp ít ăn cùng với nhé. Chứ từ nãy bên ngoài ngửi thơm quá. Eww. Thấy chưa nãy đứa nào kêu ôi ôi. Ờ đúng rồi đấy, vừa chê dữ lắm cơ mà. Cũng đã dê mà lại thấy thơm à. Mà chắc chắn là món này của chúng ta sẽ bán đắt hàng hơn của Harley cho mà xem. Ta hứa sẽ không bao giờ làm gì xấu xa như ban sáng nữa. Có chắc không? Chắc đấy không? Chắc thề đi. Ta thề. Thôi được rồi. Thế thì mời bán hàng là phải cạnh tranh công bằng biết chưa. Cái cơm của ngươi cuộn thêm một miếng xúc xích của ta, xong cắn thêm một miếng đậu kẹp đập đập đập. Ok đấy, ăn thử đi. Ngon thật đấy. Ngon thật đấy. Các bạn ơi, nếu như các bạn cảm thấy món hành nhồi lòng này của tụi mình đặc biệt, hay những món ăn nào khác các bạn cũng thấy đặc biệt, thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Giờ thì bye bye. Ngon quá, ngon quá. Vô một cái nào. Vô. Vô. Mẹ làm sao? Làm sao? Mẹ phải nói cho mẹ biết chứ. Ở nhà nằm điều hòa rõ sướng không thích, lôi nhau ra đường, cắm dây chạ trại, để cho côn trùng cắn cho toét cái mỏ ra. Đi tươi tươi cái đầu mày, cứ nằm ườn ở nhà cho nó ì hết người ra hả? Đi, ì một tí thì làm sao, nhiều tí mới là vấn đề chứ. Suốt ngày cãi, còn chứ chẳng cái. Mẹ, 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 mẹ. Cái gì? Giác quan thứ 6 của con mách bảo, hình như có ai đang theo dõi mẹ con mình á. Hay là có ma nhỏ? Mấy con ma rừng, ma lưu lạc á. Mẹ, mẹ, mẹ. Ở đây nhiều quá nhớ à. Ở đây làm gì có ma? Mẹ xem ma ít thôi. Đi. Ma, ma, mèo, ma, ma, đi. Mẹ không muốn đi thì nói luôn đi. Còn lý do lý cháu gì? Đến nơi rồi. Nơi này hợp lý đây. Phong cảnh hữu tình, nhiều cây xanh, hữu con khỉ, rõ là mệt ăn, đi đài. Ôi trời, nhó quá. Đấy, nhà có bồn cầu không đi, để đi lên đây này. Nhọc quá đi thôi. À, Cám, sao tao thấy lúc nào mày cũng đi tè hết vậy? Thằng mày vấn đề à? Về đi khám nha. Sắp ra rồi là sắp ra rồi. Chắc ở đây không có ai đâu nhỉ. Tạm ở đây vậy. Ở đầu nguồn thế này, mấy thằng cuối nguồn chắc vui phải biết đấy. Tắm sân đi lắm chào. Ờ, hình như có ai đang nhìn thấy nhở. Thế thì đi.
Quên mang rồi. Thôi, bây giờ đi bên đấy là để đi sinh tồn, là phải đi khai thác. Chứ mày, nhớ sáng lên mà tự đi tìm đi. Nhanh 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 nhanh, đi tìm đồ ăn. Đi con, đi tìm đồ ăn. Đi. Lại phải đi tìm đồ ăn nữa. Đi. Đi đây à. Đi đây à. Đi. Ôi giời ơi mẹ ơi, con chỉ thấy toàn là cây với cả cỏ thôi. Bò đâu mà ăn cỏ. Mày cứ tìm đi, chắc chắn sẽ thấy. Đây nè, mẹ tìm được quả thông nè. Mẹ thấy ôi mà. Cây này ăn được nè cám ơi. Ăn được nè. Ăn xong rồi con đào hố cho mẹ nằm ngay tại chỗ luôn. Muốn ngồi này mà thêm chất gì xoay thì hết nước chấm. Mẹ, vậy có cái gì không? Có. Mì thơm ngon dài. Cô ca mạ ơi, ở rừng này mà còn có cả ghế đẹp nữa. Mà không cơ đồ nguyên chủ này. Được lắm con gái. Hai người hãy yên tâm, con
con sẽ an táng mọi người. Con sẽ an táng mọi người. Thật là chu đáo. Cảm ơi. Nói đi chưa? Đi rồi mẹ ơi. Kế của con hay đấy Cám à. Ôi trời chuyện. Xong rồi. Còn có cái, còn cái đó. Mẹ banh mồm nó ra. Ôi xin lỗi mày. Xong rồi. Giờ mẹ con mình giải chết. Thế là xong. Giờ đi về thôi mẹ. Dạ ngủ thôi. Mẹ ghẻ. Em Cám, anh không tìm được bức ảnh nào đẹp hơn nữa. Hai người dưới đấy sống còn chết thì nhờ phù hộ cho anh em nha. Công nhận căng cơ bỗng trùng quá. Công nhận cơ có bể nhà. Ngủ hết nước chấp. Ông chạm mẹ ơi. Dạ em, dưới đây có thiếu gì nhớ báo mộng cho con. Con sẽ gửi xuống nha. Anh Hoàng đáp hộ cho mẹ con mình luôn ấy. Kem Cam Cam, mẹ mà chết vẫn cười tươi rói. Cười cái đầu mày á. Mẹ có ý này. Nếu có kiếp sau, con hứa vẫn làm con của mẹ, làm anh của em Cam. Mẹ cứ bỏ con đâu. Em cứ bỏ anh đâu. Ở đây thiếu tiền lắm. Ở đây lạnh lắm. Thiếu ăn nữa. Cho mẹ tiền. Mặc một bộ nguyên nam. Đây, đây là thân hay giả vậy? Mẹ ơi, con không muốn đi theo hai người đâu. Mẹ cũng thân không. Mẹ ơi, mẹ không, không, con không muốn đi với hai người đâu. Con cá bống ăn con cá to. What? Con cá to ăn cá to. Cái gì nhỉ? Trời ơi, làm sao có thể thay đổi được cuộc sống này đây? Này, cuộc sống này làm sao mà phải cải thiện? Mọi thứ rất là tuyệt vời mà. Thế em không thấy khổ à? Mày đứng đây luyên tha luyên thuyên gì đấy? Không ra quét dọn đi. Làm thì lười mà. Đi, thay đổi hả? Thay đổi. Đi, thay đổi cuộc sống này. Đi ra đó mày còn đi lo học hành. Cảm cảm cảm. Ngồi xuống. Đói quá mẹ ơi. Ăn à? Đói à? Ôi trời. Đi, quay lại nữa. Quá, thơm quá. Mẹ kẹp đất chín đi con à. Cho mẹ một ít. Đây, mẹ ăn đi. Mày con nhà ai mà khôn thế hả con? Ăn phần to, để mẹ phần bé. Mẹ to ăn cái bé, mà con bé ăn cái to cho nó lớn. Mẹ ăn đi, không ăn đi. Ai? Cô này. Đi. Ta sẽ đi mua sắm hết cái thành phố này. Đi thôi. Đi từ kia. Mình mua chiếc xe SH này. Mình chả thấy con lợn nào chạy qua đây chẳng gì. Ta nhìn thấy có con lợn rồi đấy. Ủa Cam, quên ra. Khoai toàn là khoai. Phát sáng luôn quá. Sáng như răng của mẹ. Ôi chú Hoa mẹ ơi. Thế nào? Người giàu mà lại cứ sáng trưng hết cả góc trời. Sao người giàu lại đổi đời nhanh như vậy? Thời buổi 4.0 rồi má. Giờ mà còn trồng khoai cuốc đất thì bao giờ mới khá lên được? Ăn khoai nhà em đi. Đi ra. Làm cái trò gì đây? Chị ơi, thế chị có cách nào giúp hai mẹ con em đời nó khấm khá lên tí không? Giúp chứ chị. Đúng rồi, được. Cho cuộc sống có khoai. Ê, nhà của em đẹp tuyệt vời. Nhà cũng khá to đấy. Giao dịch thành công. Thành công. Nhớ chờ tin tốt của ta nha. Nhớ ít 10, ít 100, ít 1.000 lên nha. Nhớ đấy. Đừng quên. Có chuyện gì thế mẹ? Cái đồ nhà quê, biết cái gì mà hỏi. Đi cuốc khoai cuốc đất đi. Giật hết cả mình. Chúng ta cùng quê mà mẹ. Ai nhà quê biết gì? Mẹ con em sắp đổi đời, sắp lên thành phố ở rồi.
dân phố rồi con ạ. Trung tâm thành phố luôn. Là sao hả các bạn? Thì mẹ cấm sổ đỏ cho con bước đi để đầu tư với nó rồi. Khi nào mẹ thành tỷ phú thì mẹ sẽ để cái nhà này lại cho con. Nhất chị đấy. Hay quá, hay quá. Chúc mừng. Thông báo đi Nô. Đi thông báo. Loa. Hiện nay đang có rất nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi của tập đoàn Búp Bê lợi dụng lòng tham để chiếm đoạt các tài sản của người dân. Triều đình thông báo người dân hãy cẩn thận. Loa. Chuyện gì thế nhờ? Bà con chú ý. Anh Hàng ơi, Tấm có chuyện gì đây? Đây là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người để lừa họ đưa nhà đưa đất rồi đùng một cái sủi tâm biến mất. Hả? Lại còn có cả chuyện đó nữa sao? Đúng vậy, cho nên Tấm phải cẩn thận đấy, không lại bị lừa mất. Ta có tham. Hả? Mày ghê. Chết rồi mẹ ơi. Chuyện gì thế nhờ? Thôi đâu, chúng ta đi tiếp đi. Vâng ạ. Loa. Cánh đôi nói sầu, anh buông tay cánh đôi nói sầu. Anh cắt đi cả bóng hình. Cảm ơn mẹ muốn mua tối mẹ con mình đem tiền. Mẹ, em cắt. Xem đây. Cái gì? Nhìn đi, to chuyện rồi. Này, làm gì đây? Mẹ xem đây. Cánh đôi giấy tờ, em buông tay cánh đôi giấy tờ. Muốn mỗi tối không phải ư? Trời ơi, hai mẹ con chơi này còn hát được nữa à? Đây, giấy cam kết. Ngày mai số tiền của bạn sẽ tăng lên gấp đôi. Ký tên Búp Bê. Thấy chưa hả? Mở hai cái con ngươi ra mà nhìn cho rõ. Đấy. Thôi xong rồi, hai mẹ con vẫn chưa hiểu gì à? Hello, xin mời hai bạn ra khỏi nhà. Đúng rồi. Ô hay cái bọn này. Đánh đuổi mẹ con mình đi á. Hai cái con người từ đâu tới đây hả? Đúng rồi, kiểm tra đi. Nhà nào của ông bỏ tới hả? Ôi trời. Ôi trời. Đâu nhà hả? Ôi trời, sao lại đánh tôi có làm gì đâu. Ây da, đau qua. Cái con đội quay này, mày đếm nhà bà mày còn lắm lời à. Thôi tôi đi. Dừng lại chị. Được rồi, dừng lại đi. Thôi rồi. Xem cái gì? Cám, mày đọc cho mẹ. Mẹ ở bên này mẹ không thấy gì cả. Giấy bán nhà. Bên A mẹ ghẻ, bên B Búp Bê. Ký tên Mộng Thì mẹ ghẻ. Ôm mẹ bán nhà từ lúc nào đấy? Hả? Bán nhà? Thôi xong rồi. Ai rồi ôi. Bán ôi nhà? Chúng tôi kiểm tra nhà. Chú có làm gì đâu mà đánh ghê thế. Thôi đi về. Đi. Bán nhà rồi á. Thế là con ra đường ở rồi mẹ ơi. Ôi trời ơi, biết làm thế nào đây? Trời ơi, nhà của tôi mất hết rồi. Mất tất rồi. Mất xanh xanh xanh. Hai người không chịu nghe con cơ. Mất hết rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Loa, để tránh bị lừa đảo thì mọi người hãy cẩn thận. Ui là nước ơi, nhà của tôi. Lại có một nạn nhân của vụ lừa đảo nữa rồi. Đi thôi. Vâng. Ui trời ơi, nhà của tôi. Thôi mọi người, đất của tôi. Đừng nữa. Thần tài đến cám ơi. Cám. Ê mẹ ơi, hình như anh Hoàng tới tặng quà cho mình ý. Anh tặng quà cho em hả? Quà ư? Đúng là ta có một món quà đặc biệt dành cho hai người đấy. Đâu, nhà đang cần tiền lắm. Đưa đây. Anh tặng quà em. Đây là cái gì mà? Đó, có làm thì mới có ăn. Không có gì mà từ trên trời rơi xuống đâu. Giờ hai người hãy cầm những thứ trên tay mình, đi lao động để lấy lại những gì đã mất đi. Đúng rồi đấy. Thế là lại phải làm à? Chứ còn sao nữa. Các bạn hãy nhớ, trong cuộc sống này chúng ta phải làm việc, lao động thì mới có cuộc sống tốt đẹp được. Nhớ là tuổi nhỏ làm việc nhỏ nha các bạn. Giờ thì xin chào. Xin chào.
quan thượng đang bổ cuộc thi tuyển vợ. Mọi người mau đến ứng tuyển đi, mời cả làng đến dự. Thời của mình đến rồi. Này thời này, nghĩ vậy ở đây mà mơ đi nhé. Lịch sử chuẩn bị gọi tên mình rồi. Cái đấy chỉ là trong chuyện cổ tích thôi, giờ khác xưa rồi chị ạ. À, giờ này vẫn chưa có ai hả? Họ đang bán đeo bảo hả? Chưa có. Đấy rồi, cả con sâm có bú rồi cơ cả. Con sâm có bú rồi cơ cả. Chồng già thích gặp cỏ non, chồng con. Này, cả vương quốc của mình có mỗi hai người này sao? Mỹ nữ các thứ đâu hết rồi? Cái con này. Hoàng thượng buồn cười, em duyên dáng thùy mỹ nết na, xinh đẹp tuyệt trần, rất đáng với ngài mà. Ghê chết đi được, em chào hoàng thượng. Tấp, mày không ở nhà rửa bát nấu cơm đi, mò đến đây làm gì hả? Thế ở nhà ăn lạc nhiều quá lớn ở lạc đến đây à? Con làm xong hết rồi à? Nhà thì một đống việc, mày đặt ăn mặc đến đây làm xấu mặt mẹ con ta. Đi về nhà nấu cơm rửa bát. Ai cho mày đến đây hả? Thân thì ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không biết điều gì cả. Hả con kia, có về nhà dọn dẹp không hả? Nói thế mà mặt cứ trơ trơ ra. Giết thế đi nhà thôi. Rồi à, phần thi tuyển vợ xin phép bắt đầu. Ta làm gì mà các người trói ta thế hả? Thả ta ra nhanh lên. Thả ra. Mẹ ơi, con đi làm hoàng hậu mà người ta trói con như con chó thế này, con không chịu đâu. Mẹ yên lặng. Đây là phần thi thứ nhất, các người phải tháo được sợi dây trong tay ra thì sẽ là người chiến thắng. Phần thi bắt đầu. Hả? Tháo dây á? Trông đi.
được. Mẹ. Ui. Tao đến chết mất. Hả? Quá. Đẹp quá, đẹp quá. Cô không những chạy thể dục mà còn múa đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Thế bọn em được làm vợ của anh chưa? Hai người đi về đi. Kết quả ta sẽ công bố sau. Nhớ chứ, nhớ vào tận nhà em công bố. Mau về đi. Của mẹ. Xin chào hoàng thượng, em về trước ạ. Về sớm thế. Này hoàng thượng ơi, cô gái này vừa xinh vừa đẹp, lại còn tập thể dục giỏi nữa. Đúng rồi đấy. Lại còn hay nữa. 10 điểm. Ta cũng để ý cô ấy lâu rồi. Mẹ chắc chắn sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Mày đừng mơ, mày không có hợp vị trí. Cho tôi xin ít tiền. Ôi mẹ ơi, cái tay bẩn thỉu của bà ấy đụng vào cái 7 triệu đô của con. Bỏ ra. Tôi đói quá, cho tôi xin ít tiền. Nhem nhuốc giờ vậy. Bà định xin tiền á? Mẹ, bà ấy xin tiền. Để làm cái trò đây. Tôi cảm ơn. Đợt này đủ chưa? À, sáng nay ăn thừa gói bim bim, cho thêm nữa nhé. Gói đồ ăn thừa của ta đấy, lấy mà ăn. Đấy, bố thí cho. Ăn vào để có sức, mình xin bố khác nhé. Biết chưa? Ôi, này, được rồi, đi về con. Không làm mà đợi tay chân. Bà ơi, bà có làm sao không ạ? Tôi không sao, tôi cảm ơn cô. Tấp. Chị không về, chị ngồi đấy ba hoa làm gì đấy hả? Hay là đi theo cái bà ăn xin đấy đi. Về nhanh lên, ngồi đấy à? Dạ. Vâng, vâng con về ngay ạ. Chào bà. Này cô gái, ta có chuyện muốn nói. Ta có một đứa con trai, nhìn rất hợp với cô. Vậy cô có muốn làm con dâu ta không? Muốn. Bà không phải hỏi, tôi đồng ý thay. Chào mẹ nha. Đúng, tôi mai mối cho. Về lấy đi, cả nhà đi ăn xin. Hai người tưởng tượng rất tốt. Con chào mẹ. Mẹ. Hoàng, con gọi ta là mẹ. Mẹ con là hoàng hậu nha. Điện với nàng mẹ lúc đất bộ mình được rồi. Chỉ là mẹ làm hoàng thái hậu người con đi à. Đây là mẫu hậu của hoàng thượng, hay còn gọi là hoàng thái hậu. Hả? Cái bà này mà là thái hậu á? Ôi giời, thế thì á, ta phải là hoàng thái hậu. Biết chưa? Hoàng lao, ai cho các người lá gan đó? Lô đâu? Lô, dạ, có em đây ạ. Mau áp giải hai người họ vào đại lao. Chờ ngày xét xử có làm gì đâu. Nhanh lên mà vào đại lao. Chứ chuyện này là sao vậy hoàng thượng? Xin giới thiệu với nàng, đây là mẫu hậu của ta. Từ xa ta đã nhìn thấy những hành động tốt của nàng. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Đồng ý. Ta cũng vừa mắc cô gái này lắm. Đồng ý đi con. Dạ, nhưng còn mẹ ghẻ và em cám thì sao? Nàng đừng để ý đến hai người họ. Họ đã đối xử với nàng không ra gì. Đúng rồi. Từ giờ ta sẽ thay họ chăm sóc cho nàng. Đây của hoàng thượng ạ. À. Tiếp đồng ý. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Nàng yên tâm, ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Yeah, vậy là hoàng cung đã có hỷ sự rồi. Chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu. Wow, chị Tắm đẹp quá, chị Tắm ơi. Đúng rồi, đẹp quá. Wow, chị Tắm mặc váy này xinh lắm á, xứng đáng là vợ của anh hoàng. Công nhận bà nói đúng á. Tắm rất vui và hạnh phúc, mong mọi người sẽ chúc phúc cho tụi mình nha. Tất nhiên rồi. Hôm nay em quẩy nhiệt tình luôn. Còn yeah, đánh yeah. DJ bắn cái hoàng cung luôn. Hôm nay là ngày vui của Tắm, ta nhất định không say không về nha. Tấm à, chị sẽ mãi mãi không được hạnh phúc như em đâu. Thời tiết hôm nay vừa trong vừa mát. Tấm. Anh Hoàng, ta nhớ chàng. Tấm. Chào nàng. Tránh ra. Anh Hoàng. Anh Hoàng là của em, lần này em sẽ không nhường chị nữa đâu. Hả? Em đã bao giờ nhường chị cái gì đâu. Nếu mà hai nàng thực sự thương yêu ta thì hãy vượt qua thử thách lần này.
thử thách gì, anh nói luôn đi. Vì anh, em có thể làm tất cả mọi thứ. Bây giờ, hai người hãy vẽ ước mơ của mình lên tờ giấy này. Hả? Ước mơ sao? Ước mơ? Thế thì quá đơn giản với mình. Nếu hai người đã sẵn sàng thì cuộc thi bắt đầu. Của em là gì thế? Ước mơ của em là khi mà cưới anh, em sẽ rất là giàu có. Hai đứa mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Mà em sẽ tăng thuế lên, hàng ngày thuế 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 thuế. Thì hai đứa mình tiêu tiền thả ra mà không phải lo nghĩ. Tranh của em ý nghĩa thật đấy. Thế còn ước mơ của Tấm? Ta vẽ một bức tranh về hòa bình. Ta mong thế giới này luôn hòa bình mà không còn chiến tranh nữa. Tất cả mọi người trên trái đất đều được sống ấm no hạnh phúc. Được. Bức tranh của nàng thật là ý nghĩa. Được cái gì mà được, tranh của em đẹp hơn. Tranh chị xấu mù, tranh em đẹp hơn. Tranh của chị đẹp hơn. Dạ, ý nghĩa tranh gì? Của em, tranh của em đẹp hơn. Tranh chị đẹp hơn mà. Theo các bạn thì tranh của ai vẽ đẹp hơn? Tranh của em đẹp tranh hơn. Tranh của chị đẹp hơn. Em, của chị. Của em. Hai người mau dừng tay lại. Nếu hai nàng vẫn chưa phân thắng bại thì ta sẽ ra một thử thách nữa, đó chính là múa. Ở đây có tất cả dân làng chứng kiến, sẽ công bằng hơn, không ai cãi nhau nữa. Được. Riêng về khoản múa, em chắc chị Tâm thi trước. Em không phải sợ gì cả. Cố lên Tâm ơi. Múa đi Tâm. Hay quá. Dễ quá. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nồi ba chim. Múa đẹp thế nhờ. Múa đẹp thế nhờ. Đối thủ này đáng gờm đấy. Wow. Chị Tâm múa tuyệt thật đấy. Mười điểm. Xuất sắc. Trăng nắng mặt dầu đáy kẻ nắng mà em vẫn. Đẹp quá. Tiếp đi. Nani? Chết này. Tấm ơi. Tấm, cẩn thận. Tấm, không. Hay quá. Xử lý tuyệt vời. Khó thế mà cũng làm được á. Hay quá. Tuyệt đối. Giỏi quá. Wow. Tránh ra. Giờ đến phần thi của em. Phần thi của Tấm. Cảm ơn. Mua đi nha. Mong quá. Nhảy đi. Nhạc lên nào. Chá 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 chá. Bang lên, ô la la chá chá. Nào ta cùng bước chá chá chá. Nào ta cùng hát chá chá chá. Cùng vui ngày tháng mộng mơ. Buồn cười chết mất. Cảm ơn. Trời ơi. Năm nay chá 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 chá. Phần thi kết thúc. Cám về chỗ. Về đi. Chị không thắng được em đâu. Chàng đọc kết quả đi. Bây giờ hai người sẽ đến với một phần thi nữa. Đó là phần thi cuối. Sau hai phần thi chắc hai người đã mỏi. Đây có hai chiếc bánh, hai người ăn đỡ mệt nhé. Pizza. Ăn đỡ pizza. Cà phê trứng. Thêm thịt macchiato. Mọi người cùng đi. Ngon kìa. Quá. Hai ngày nay chưa được ăn gì rồi. Tấm, sao nàng không ăn đi? Dạ, kệ cháy đi. Mời mọi người. Wow.
ngon quá. Quá Tấm ạ. Tấm đúng là một người tốt bụng ý. Cảm ơn Tấm nhiều nha. Ngon quá. Thôi không xong rồi. Bánh ngon rồi. Ngon quá bạn ơi. Đi ra. Mình chọn cho ta nha. Chọn ta. Nhớ chưa? Mình chọn cho ta. Mọi người hãy cho ta ý kiến. Ai là người xứng đáng làm hoàng hậu? Tất nhiên là em rồi. Không phải hỏi ai hết nha mọi người nha. Này cả mạ. Trả. Không thèm đâu nha. Trả. Ừ, ý là gì nha? Mẹ bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Mà Tấm là hoàng hậu. Tấm đã xứng đáng là hoàng hậu. Tấm là hoàng hậu. Chọn hoàng hậu là Tấm. Cô là một con người lương lẹo dối trá. Bọn con không cần tiền của cô đâu. Tấm mới xứng đáng. Mọi người bình tĩnh. Sau cuộc bình chọn này, ta đã chọn được người thích hợp làm hoàng hậu rồi. Tất nhiên là em rồi. Đó chính là Tấm. Wow. Tấm, nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Đồng ý đi. Nhận lời đi. Ta đồng ý. Thật sao? Chúc mừng. Hôn đi. Đẹp rồi quá. Anh Hoàng ơi, em mất anh thật rồi. Đẹp quá chàng nha. Xuống đồ quá. Hôm nay đẹp trai quá nha. Đẹp quá. Được, xứng lứa vừa đôi. Hợp. Sắp được quánh chén rồi. Tấm à, sau bao ngày chúng ta tìm hiểu thì nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Đồng ý. Ta đồng ý. Yeah. Hôn đi. Nhanh lên, đi dẫn phụ nữ ăn cổ. Hôn đi. Hôn đi, đừng để lâu mất vui. Hôn đi Tấm ơi. Hôn đi. Tấm, vậy gái. Tấm, sao đây? Tấm ơi, sao lại đứng thế này? Tấm, mọi người, mau đi gọi bác sĩ giúp ta. Vâng, để em. Bác sĩ, vợ tôi bị sao ạ? Bác sĩ nói đi. Cô ấy mắc một căn bệnh rất khó chữa, nhưng vẫn còn một cách. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Ta biết rồi, ngươi tìm kỹ vào. Cẩn thận đấy hoàng thượng. Ngài hãy đi tìm cây nhân sâm ngàn năm trong khu rừng đó mới cứu sống được cô ấy. Nô, đi thôi. Nô ơi, tìm cây hướng đó nhé. Ta tìm bên này. Nhất định Vân ta đã tìm được nhân sâm để về cứu Tấm. Tấm ơi, đợi ta. Hoàng thượng ơi, ở đây khó tìm lắm. Không dễ đâu. Không biết ở đây có không nhưng cứ tìm đi. Nói nhiều thế nhờ. Đây có phải nhân sâm không? Cái này không phải đâu hoàng thượng ơi. Cây nhân sâm nó phải to và nhiều rễ. Được rồi, đi. Cây này nhiều rễ phải không? Phải đâu hoàng thượng ạ. Nó phải to cơ. Thế thì đi tiếp thôi nào. Vâng ạ. Đi tìm đâu cả khu rừng to thế này. Hoàng thượng ơi. Kìa rồi. Kìa. Đúng rồi, đi. Có chắc là nó không đâu. Đúng rồi đó hoàng thượng ạ. Cây nhân sâm 1000 năm đây rồi. Để ta. Cố lên hoàng thượng ơi. Cố lên. Wow. Tấm được cứu rồi Nô ơi. Mau lên hoàng thượng ơi. Mau đi về. Hoàng thượng, để em cầm cho. Đây, mau đi thôi. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Hoàng thượng. Hoàng. Đừng lo cho ta. Mau mang về cho Tấm đi. Hoàng thượng ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Về cứu Tấm trước đã. Bác sĩ ơi, xem con gái tôi thế nào lâu tịch thế. Bình tĩnh. Đây. Bác sĩ ơi, nhân sâm đây. Có phải cái này đây không bác sĩ? Đây là cây nhân sâm ngàn năm rồi. Anh mau đi xếp thuốc cho cái đi. Được rồi, nhanh lên đi. Ui, may quá, chị sắp sống lại rồi. Em lại có tiền tiêu vặt rồi. Bác sĩ ơi, nhiêu đây đã đủ chưa? Được rồi, nhanh lên. Mọi bác sĩ đi. Nóc đi, nóc hết đi. Bác sĩ ơi, con gái tôi bao lâu nữa nó tỉnh lại? Cả nhà cứ bình tĩnh, sau một tiếng nữa Tấm sẽ tỉnh thôi. Ôi mà thấy thiếu nhỉ. No, anh Hoàng tao đâu? Hoàng thượng á. Thôi, cả nhà chăm sóc cô ấy nhé, tôi đi về đây. Cảm ơn bác sĩ nha, tạm biệt cả nhà. Anh Hoàng làm sao? Thằng Hoàng đâu? Thật ra hoàng thượng bị rơi xuống vực rồi. Cái gì? Mày con đùa tao à? Bị rơi xuống vực á? Mày đùa tao à?
mày là tới kiểu gì đây? Sao lại để nó rơi xuống vực? Nó là vua một nước mà. Cái gì? Anh Hoàng rơi xuống vực rồi á? Tâm, con tỉnh rồi à? Tỉnh rồi. Nô, nói đi.